xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ Lê Văn Minh Tuệ. Tôi đến từ đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề liên quan đến việc tạo hình vú sau ung thư vú. Phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư vú nó có hai kỹ thuật chính. Thứ nhất là sử dụng túi đồn, hoặc thứ hai là mình có thể sử dụng cái mô tự thân, tức là sử dụng chính cái mô của bệnh nhân để tái tạo lại cái tuyến vú mới. Thì trong cái kỹ thuật mà sử dụng túi đồn thì đây cũng là một kỹ thuật an toàn. Túi đồn được sử dụng rất lâu trên thế giới và nó trải qua nhiều cái thế hệ túi rồi, cho nên cũng sẽ đảm bảo được cái độ an toàn về rò rỉ hoặc là vỡ túi sau đặt túi. Thì ưu điểm là nó thực hiện nhanh, tránh được cái sẹo mụn vùng cho, nhưng mà nhược điểm thì nó không có tăng giảm kích thước cũng như là khối lượng vú nếu như mà bệnh nhân tăng hoặc là giảm cân. Và trung bình thì sau khoảng 10 năm hoặc là khi mà có sự cố, ví dụ như là nó có cái biến chứng bao sơ co thắt, thì bệnh nhân là phải thay lại một cái túi mới, tức là trải qua một cái lần phẫu thuật mới. Thì cái phương án thứ hai đó là mình sử dụng cái mô tự thân để tái tạo lại tuyến vú mới. Thì trong kỹ thuật này bác sĩ sẽ sử dụng một cái mô, nó bao gồm là da, mô mờ dưới da và có thể là cơ kèm mạch máu nuôi. Phải có mạch máu nuôi thì lúc đó mới đảm bảo được cái khối lượng mô nó sống tối đa nhất, thì mới tránh được cái biến chứng là hoại tử mô hoặc là nó gây ra co thắt và gây ra là biến dạng mô vú sau mổ. Sau khi mà cái vú ổn định thì cái kích thước vú nó sẽ tăng giảm tùy theo cái khối lượng, tùy theo trọng lượng của bệnh nhân. Bệnh nhân tăng cân thì cái vú nó cũng sẽ tăng lên, mà bệnh nhân giảm cân thì cái vú nó cũng sẽ giảm xuống. Không cần phải phẫu thuật lần thứ hai để thay túi. Trong phẫu thuật tạo hình vú bằng mô tự thân thì có hai kỹ thuật chính. Kỹ thuật thứ nhất là thực hiện tạo hình vú bằng vạc có cuốn mạch liền. Kỹ thuật thứ hai là tạo hình vú bằng vạc có cuốn mạch rời. Cuốn mạch liền có nghĩa là chúng ta lấy mô từ vùng cho kèm với là cuốn mạch máu nuôi và đưa tới vùng nhận mà không có cắt rời cái mạch máu nuôi đó. Còn cuốn mạch rời thì chúng ta lấy mô ở cái vùng cho kèm mạch máu nuôi, đưa tới vùng nhận, đính vào vùng nhận, nối với mạch máu nuôi ở vùng nhận bằng kỹ thuật vi phẫu. Thì mỗi kỹ thuật nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Trong cái kỹ thuật mà cuốn mạch liền thì hai cái vùng cho thường sử dụng nhất đó là vùng bụng hoặc vùng lưng. Thì đối với mỗi vùng thì nó sẽ có cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Vùng lưng thì chỉ thích hợp đối với các cái bệnh nhân có kích thước vú trước mổ nhỏ. Vùng bụng thì thích hợp với là bệnh nhân mà kích thước vú trước mổ nó lớn. Và ngoài ra thì khi mà lấy ở vùng bụng thì cái sẹo mổ nó sẽ thẩm mỹ hơn, nó sẽ vừa giải quyết được cái bụng cho bệnh nhân. Nhưng mà nhược điểm của cái vạc cuốn mạch liền mà lấy ở vùng bụng đó là nó gây cái biến chứng thoát vi thành bụng sau mổ. Thì để mà giải quyết cái biến chứng này thì bác sĩ phải đặt một cái tấm lưới nhân tạo để gia cố cái thành bụng sau mổ, hoặc là bác sĩ phải làm kỹ thuật thứ hai, đó là kỹ thuật vi phẫu, tức là mình sử dụng vạc có cuốn mạch rời. Trong cái vạc có cuốn mạch rời thì như bác sĩ đã chia sẻ, thì chúng ta lấy da, mô mỡ dưới da kèm cái mạch máu nuôi đưa tới vùng nhận mà không có làm tổn thương cái cơ thành mụn, do đó sẽ tránh triệt để được cái biến chứng là sau mổ đó là thoát vị thành mụn. Đặt cái mô cho vào để tái tạo lại mô vú thì linh động hơn trong cái việc tái tạo lại mô vú, dẫn đến là sẽ cho kết quả thẩm mỹ tốt hơn. Trong các cái vùng cho được lựa chọn thì vùng bụng, một cái vạc có tên là vạc nhánh xuyên động mạch thường vị dưới, là được xem là tiêu chuẩn vàng trong cái tái tạo vú bằng mô tự thân sau cắt bỏ ung thư tuyến vú. Trong cái kỹ thuật này thì bác sĩ chỉ lấy phần da, mô mỡ dưới da kèm mạch máu nuôi và bảo tồn tối đa phần cân cơ cũng như là cơ thẳng bụng, nhằm hạn chế tối đa cái biến chứng trên vùng cho. Đây được xem là cái tiêu chuẩn vàng trong tái tạo, phẫu thuật tái tạo vú bằng mô tự thân sau cắt bỏ ung thư tuyến vú.